Nhiều năm nay, trừ những ngày mưa gió, cứ sau 5 giờ chiều trong khoảng sân nhỏ này lại rộn ràng tiếng cười, tiếng đánh bóng ở sân bóng thình thịch. Dẫu chưa được hướng dẫn kỹ thuật bài bản, nhưng tinh thần vui khỏe đã gắn kết những người nông dân chẳng phân biệt tuổi tác, nam nữ tham gia môn thể thao đầy sức hấp dẫn này. Đi tập như thế cho vui vẻ và gặp các chị em cho vui thôi ạ. Để phong trào chơi bóng chuyền sôi nổi, các tổ chức hội đoàn thể tại địa phương đã có nhiều biện pháp nhân rộng hoạt động này bằng cách thường xuyên tham gia các hoạt động thi đấu do Ủy ban Nhân dân xã Chư Pờ Rông, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hàng năm vào các dịp lễ Tết. Đây chính là động lực để các thôn trong xã duy trì luyện tập bộ môn bóng chuyền, một loại hình thể thao đòi hỏi sự gắn kết tập thể. Thông qua cái hoạt động thể thao này là để lồng ghép truyền thông về cái sự bình đẳng giới giữa nam và nữ, và dự kiến trong thời gian tới để đầu tư cho cái hoạt động phong trào thể thao đi vào chiều sâu, có chuyên môn kỹ thuật thì cũng mong muốn là sẽ có cái sự hỗ trợ về kỹ thuật để đầu tư hơn nữa cho cái phong trào của địa phương cũng như là của tổ chức hội phụ nữ xã ngày càng phát triển hơn. Bóng chuyền là môn thể thao thú vị, vừa giúp người chơi rèn luyện thể lực, đồng thời tăng cường mối quan hệ và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng. Thông qua đó, nhiều hoạt động phong trào tại cơ sở cũng được lồng ghép, có hiệu quả.